Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra nhiều tiêu chí cần hoàn thiện, hướng tới mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Một trong những yêu cầu rất cơ bản của xây dựng nông thôn mới là phải giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa làng xã. Đối với các địa phương của Lào Cai, với đặc thù địa bàn có đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống, yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác yếu tố văn hóa thành nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Đây là nội dung chính được chúng tôi đề cập tới trong chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xã Tả Phìn, huyện Sapa phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ, địa phương này còn triển khai nhiều giải pháp để nâng cao thu nhập cho bà con. Trong đó, cốt lõi vẫn là phát huy tính chủ động, sáng tạo của người nông dân. Một trong những giải pháp hiệu quả đang được địa phương này thực hiện là khai thác những nghề truyền thống trong cộng đồng, đưa bản sắc văn hóa thành nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. So với các địa phương khác trên địa bàn huyện Sapa, Tả Phìn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những sản phẩm thổ cẩm độc đáo và thuốc tắm truyền thống của đồng bào Dao Đỏ. Chính những nghề thủ công truyền thống này đã được địa phương này khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Hầu như người phụ nữ Dao Đỏ nào ở Tả Phìn cũng biết lấy lá thuốc tắm. Thay vì lấy thuốc về sử dụng như trước kia, bà con đã biết làm kinh tế từ nghề truyền thống này. Đây là cơ sở sản xuất của hợp tác xã cộng đồng Dao Đỏ, tiền thân từ một cơ sở tắm lá thuốc nhỏ lẻ. Đầu năm 2018, chị Tần Tà Mẩy, giám đốc hợp tác xã đã quyết tâm vay mượn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mở rộng quy mô sản xuất. Hợp tác xã hiện đã có 10 thành viên chính thức và hơn 100 hộ gia đình tham gia cung cấp lá thuốc tắm truyền thống của người Dao. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho các xã viên. Tôi đi Sapa là tình cờ nhìn thấy bà con mang thuốc đi bán ở ngoài Sapa. Xong là bị ép giá, ép đi, ép lại rồi là có người thì đi suốt cả ngày trời đến tối người ta bán được có mấy chục, còn không đủ mưa mắm muối về nhà. Thì có người lại còn phải đổ đi. Thì là nhìn thấy họ hoàn cảnh họ như thế thì tôi quyết định để về nhà thành lập hợp tác xã này giúp đỡ bà con có thể có chỗ tiêu thụ sản phẩm. Ngoài phát triển nghề thuốc, nhân dân Tả Phìn còn lưu giữ và phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm, phục vụ du khách. Thêu thổ cẩm vừa là một nghề thủ công truyền thống, vừa là nét văn hóa của người dân tộc nơi đây, đồng thời là một cách làm du lịch hiệu quả của người dân Tả Phìn. Thổ cẩm Tả Phìn có đủ kiểu dáng và sắc màu rực rỡ. Từ những chiếc ba lô, túi du lịch, những chiếc khăn, túi xách tay, ví tiền, áo choàng thổ cẩm đều do chính đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của các bà, các chị, các em người Bông, người Dao tạo nên. Sinh ra và lớn lên trên cái nôi của nghề dệt thổ cẩm, chị Thảo Thị Sung luôn đau đáu trong lòng giấc mơ giúp người dân trong xã thoát nghèo từ chính nghề truyền thống của mình. Xuất phát từ mong muốn này, chị Sung đã cất công tìm đến nhiều nơi, học hỏi nâng cao tay nghề, hiểu thêm về các nét văn hóa cũng như tìm hiểu mô hình sản xuất hàng thổ cẩm. Tôi suy nghĩ tôi sẽ thảo luận cho bà con. Sau đó bà con đồng ý tôi sẽ mở một gia hàng này cho bà con thiêu may bán thử sang khách cũng mua không. Khách mua đều mới năng ấy. Khách mua rất nhiều nhưng mà có một em ở bếp thiêu đường bảo là thế thì mở thầy thổ cẩm đi. Mở thầy câu làm vừa thổ cẩm. Và sau đó là mình đi thi cái dự án giảng nghèo, bổ lót đồ thay ven, hoặc là thế thì họ là mở thê, hoặc là giúp một ít tiền là họ là mở thê là tổ hợp tác xã. Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện theo cái đề án của huyện, thì chúng tôi đã triển khai, đấy thì là cho các cái hộ là cũng được đi vay vốn để mà sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc là làm các cái thiết bị trong gia đình người ta phục vụ khách. Đây là thứ nhất. Thứ hai nữa là các cái hộ gia đình cũng đi vay vốn để làm nhà du lịch hôm Tây. Đấy, như vậy là rất nhiều hộ gia đình người dân người ta đó nhận thức được. Mà hiện nay là một số gia đình người ta đã làm được nhà sàn rất là đẹp để thu hút du lịch, rồi là làm phát triển du lịch để tăng thu nhập cho đời sống cho người dân. Đây là xã chúng tôi đang triển khai rất là quyết liệt vấn đề này. Thì người dân người ta cũng đồng tình ủng hộ. Bằng những cách làm sáng tạo và thiết thực, xã Tả Phìn, huyện Sapa nói riêng, các địa phương trên toàn tỉnh Lào Cai nói chung đang nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn,
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, không riêng tại xã Tà Phìn mà còn nhiều địa phương của huyện Sapa cũng đang triển khai tích cực việc xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều tấm gương, nhiều điểm sáng. Trong guồng quay của nền kinh tế thị trường và du lịch hiện đại, nhiều tinh hoa văn hóa truyền thống đang có xu hướng bị thương mại hóa và mai một đi. Thì tại xã Tà Văn, huyện Sapa, hiện có một người phụ nữ dân tộc thiểu số đang tự tin bước những bước đầu tiên trong chặng đường khởi nghiệp từ các giá trị văn hóa truyền thống. Đó là chị Sùng Thị Lan, giám đốc hợp tác xã Thùng Lũng Mường Hoa. Với mong muốn tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ ở địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đầu năm 2018, chị Sùng Thị Lan ở thôn Tả Van, Cái Hai, xã Tả Van, huyện Sapa đã nảy sinh ý tưởng thành lập hợp tác xã chế biến các sản phẩm truyền thống như thổ cẩm, hương thảo mộc, dược liệu. Điều đặc biệt là các sản phẩm của hợp tác xã được làm dựa trên nguyên tắc tận dụng tối đa các nguyên vật liệu sẵn có trong tự nhiên, tuyệt đối không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất công nghiệp nào trong quá trình chế biến sản xuất. Trước đây người ta chỉ dùng những cái màu phẩm của công nghiệp, của hàng công nghiệp của Trung Quốc sản xuất ấy, thì tôi nghĩ là như thế là rất là hại cho sức khỏe. Tại làm sao ngày xưa mình, bà con mình ấy vẫn còn nhuộm tự nhiên được ra tất cả các màu. Mà tại sao ngày nay mà mình đánh rơi những cái bản sắc của mình làm gì? Thì tôi muốn là khôi phục lại, thì tôi mới bắt đầu lại đi tìm nguyên liệu và hái nguyên liệu như củ nâu này, với củ nghệ này, một số loại thuốc để nhuộm màu cơm nếp này, và một số loại hoa nhuộm cơm nếp ấy, thì tôi về tôi cũng lại chế thành các màu với nhau. Và bây giờ cái cửa hàng của tôi ngày hôm nay là hoàn toàn là cái màu tự nhiên hết mà không có màu công nghiệp. Một điều thuận lợi là khi chị chia sẻ ý tưởng này với bà con trong thôn đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Bởi đa số mọi người đều cho rằng nếu thành công, mô hình này không chỉ tạo được công ăn việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc. Thứ nhất là mình bảo tồn được, một là về cái văn hóa, tất cả những cái văn hóa mà trước đây mình đồng bào mình vẫn làm, nhưng mà một thời gian thì khi mà du lịch vào ấy thì nó bị thương mại hóa rất là nhiều. Ví dụ về trang phục của dân tộc Giấy, dân tộc Mông. Hiện tại thì bọn mình làm cái này thì cũng rất là mong là có thể sau này sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà như ban đầu mà các cụ ngày xưa vẫn làm ạ. Để ý tưởng sản xuất của mình thực hiện thành công, chị Sùng Thị Lan đã tìm đến những người già có kinh nghiệm trong chế biến vải nhuộm làm hương truyền thống của địa phương để tìm hiểu bí quyết và học hỏi cách chế biến thành công các sản phẩm. Một điều đặc biệt là hợp tác xã của chị không ít thành viên là các bậc cao niên trong vùng. Và trước đây thì ruộng đất còn rộng, con người còn ít thì bà con chưa biết tận dụng. Nhưng mà bây giờ thì ruộng đất thì hạn hẹp ít thì bây giờ cũng phải tận dụng những cái nguyên liệu này về để bán ra thị trường, để phục vụ khách thị trường, phục vụ đời sống của bà con nhân dân các dân tộc, để làm sao thu nhập cho phát triển kinh tế trong gia đình để nô ấm và vươn lên. Nhờ quyết tâm và nỗ lực của các thành viên, hợp tác xã Mường Hoa Sapa đã tạo ra được các sản phẩm riêng mang đậm tính dân tộc và thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Mô hình này của chị Sùng Thị Lan đang giải quyết được việc làm thường xuyên cho khoảng 7 thành viên với mức thu nhập trung bình từ 120.000 đồng đến trên 200.000 đồng mỗi ngày tùy theo vị trí công việc. Nguồn thu này đã giúp mọi người có thêm thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, có điều kiện đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Em thấy tham gia cái hợp tác xã này thì thu nhập cho gia đình mình nó khá hơn. Nó phụ được cho gia đình mình một phần, giống như kiểu mình lo cho được cho gia đình mình một chút. Cùng với việc củng cố để hợp tác xã Thùng Lũng Mường Hoa đi vào hoạt động ổn định, các thành viên tham gia mô hình cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện khác như hình thành vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, kết nối thị trường để tiêu thụ các sản phẩm. Đặc biệt để tăng uy tín của sản phẩm trên thị trường và tăng niềm tin với người tiêu dùng và du khách. Hiện nay, hợp tác xã cũng đã hướng tới việc cho các du khách và người tiêu dùng cùng trải nghiệm và trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm của hợp tác xã. Những thành công bước ban đầu mà hợp tác xã Mường Hoa thu được đã phần nào khẳng định hướng đi đúng, đó là phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Sapa. Đây là tiền đề để địa phương này triển khai thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Chuyên mục xây dựng nông thôn mới kỳ này tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.